Xin chào anh em nhé. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại. Hôm nay giới thiệu anh em siêu phẩm nhé. Đàn bò đây 121 quả mình làm anh em nhé. Thì hôm nay là bộ này bộ hàng trả khách anh em ạ. Bộ này là bộ full đai đồng. Đấy, đây 121 quả đàn bò. Bộ này vẫn bên mình để bọc hết anh em nhé. Có một số điều hơi ấy một chút là cái tầm nó hơi bị kém một chút. Đấy. Tầm mình đã xử lý cho nó trắng rồi nhưng mà khi bắn bóng thì nó hơi kém nên cho nên là mình quyết định là sẽ PU vào. Thì nhìn nó vàng như này, nó là vàng, nó không phải vàng lắm, gọi là tươi. Bóng này là bóng mình trộn, mình bắn PU và đâm ra nó tươi tầm lên. Nhìn nó như là nó sẽ có những cái tầm mà nó không thể nào được trắng hẳn ấy. Mọi người biết là bây giờ tìm 21 quả trắng hẳn thì nó hơi khó. Đấy, nó sẽ mất công. Thì ok. Trước khi vào giới thiệu chi tiết kỹ từng sản phẩm về sản phẩm thì anh em hãy cho mình một like, đăng ký kênh, để chia sẻ video giúp mình có thêm nhiều động lực ra những video tiếp theo. Và bây giờ thì xin phép giới thiệu kỹ với anh em. Đấy. Bộ này là làm mất hơn tuần anh em ạ. Bộ này làm mất hơn tuần. Bộ này cho khách yêu cầu thôi. Bộ này giá mềm. Bộ này giá có vài củ ấy mà. Anh em nào mà thích đặt sáo có thể nhắn tin cho mình. Thích bộ như này có hết anh em nhé. Đây là đặt sáo theo yêu cầu anh em nhé. Bộ này thì không biết là khách về chơi hay là khi khách nhận được, không biết là khách chơi hay là khách treo thì mình không rõ. Nhưng mà thật sự ra là khi người ta yêu cầu là để bóng, nhưng mà mình cũng muốn bắn bóng lắm, nhưng mà cái tầm mà khi mình xử lý cho nó trắng rồi anh em ạ, nó không được, nghĩa là cái tầm này nó không được trắng, bắn bóng mà nó xấu, cho nên là mình quyết định CPU. CPU này nhìn nó sẽ đẹp hơn, anh em để ý có thể sẽ đẹp hơn nhá. Đây vỏng, mọi người có thể để ý kỹ vỏng nhá. Nói chung là 21 quả này mình sẽ gắn thẳng tương đối thôi, không thể nào thẳng tuyệt đối được. Đấy, anh em có thể zoom lên một chút, mọi người để đây mình sẽ zoom lên. Zoom lên cho mọi người để xem về kỹ và có thể để ý sản phẩm nhé. Tại vì bộ này là hơi bị lặng một chút anh em ạ. Bộ này nếu mà thả thì cho dầu cứ tầm khoảng cứ tầm 7 mét trở lên thì mình nghĩ là sẽ lôi được em này lên trời. Mà bộ đàn bò nó cũng lặng hơn là hòa đàn thì mình cứ tầm 7 mét 5 là lôi được con này lên trời cũng tương đối. Bộ này cũng phải vào mình ước lượng phải tầm 3 phân rưỡi ấy. Phải tầm đấy, ít nhất là 3 phân rưỡi trở lên. Bộ này làm cũng khá là kỳ công bởi vì nó sáo bộ to mà, bộ đàn bò to mà anh em ạ. Thì mình nói chung là người ta yêu cầu kiểu phải xử lý thì tầm nó không được, nói chung là không được trắng hẳn, tìm tầm trắng được cũng khó. Đấy anh em để ý nhé, rất là bóng nhá, vỏng thì hoàn toàn là gỗ mít anh em nhé. Đây vỏng mình, bên mình làm hoàn toàn bằng gỗ mít. Đấy, bắn bóng vỏng này thì nó vàng rồi, bằng này nó vàng sẵn rồi, chỉ có tầm để trắng mà thì nó đẹp, nhưng mà khi bắn bóng lên thì nó không được uy tín được lắm, cho nên là mình để PU vào cho nó cân đối nhau cho nó hợp lý. Đấy, vỏng thì khá là ok rồi, nhìn vàng, có những cái nó màu nó tối hơn một chút là những cái nó gỗ nó già anh em ạ, gỗ nó già nó có vân, nó sẽ thâm màu hơn là những cái gỗ này, là nó nói chung là gỗ mít rồi, những cái đoạn mà nó có vân ấy thì màu gỗ nó sẽ khác hơn. Đấy, nó sẽ kiểu xuống màu hơn là gỗ nó. Bình thường thì gỗ mít nó có thịt, nhưng nhiều cái đoạn là kiểu cây có những cái vẩn to này, tiện vẩn lâu rồi nó có vân ấy thì nó nổi lên rất đẹp, nhưng dần dần thì nó cũng gọi là màu nó tối hơn một là những cái vẩn gỗ bình thường. Gỗ này nó là kiểu dạng như là vẫn là thịt mít vàng, kiểu dạng như là mít mật nó kiểu dạng như độc thịt vàng không ấy, độc cái lõi vàng không ấy, không có vân như kiểu mít dai hay có vân, mít dai nó màu vàng, lõi mít dai hay có vân anh em ạ. Thì một bộ này thì bên mình làm giá rất hợp lý thôi. Anh em nào thắc mắc có yêu cầu hỏi hay là đặt những bộ sáo như này, anh em chỉ nhắn tin cho mình. Đấy, bên mình vẫn nhận cho anh em lên tất cả các dòng âm, mặc dù là có đi làm thêm công việc khác nhưng vẫn nhận lên sáo cho anh em nhé, cho anh em đủ chơi đam mê quanh năm ngày tháng từ giờ cho đến hết đời. Anh em có nhu cầu thì cứ nhanh tay nhắn tin cho mình, số điện thoại mình để ở góc Zalo màn hình nhá. Đấy, anh em có thể nhắn tin trực tiếp mình sẽ trả lời, hoặc là có thể alo luôn. Đấy, đây là số điện thoại dùng chính nhé. Khuyến cáo các bạn nhỏ không nên nhắn tin nhá, bởi vì những bộ này to lắm, các bạn nhỏ không chơi đâu. Đấy, đây là cái khuyến cáo. Và tiếp theo thì yêu cầu của khách là full đai đế đồng anh em nhá. Còn thật ra ấy, nếu mà anh em đặt bộ to như này để anh em có thể chơi ấy, thì mình chỉ đóng đai đế 3 quả thôi. Còn những quả trên đỉnh là mình sẽ không đóng đai đế đâu, bởi vì nó nặng lắm, đóng đai đế nó nặng hơn tương đối và ít lửa nhé. Sáo mình làm sẽ có đóng đai đế nhưng mà mình sẽ không đóng đồng anh em ạ. Đồng một thời gian nó cũng ố lắm. Đồng một thời gian ố lắm cho nên hầu như mình hay bắn cả đồng vào cho nó bóng lên, chứ không một thời gian sau nó ố lắm, nó cũng xuống màu ấy. Ít lửa chắc là mình sẽ đóng độc đai đế thôi anh em ạ.
đọc đai đấy không mà mình quấn chỉ vào nó cũng đẹp mặt. Mình đã có thử một số bộ cho anh em rồi đấy, và anh em có thể chiêm ngưỡng kỹ. Nói chung là bộ này cũng khá lạ. Mình sẽ có test âm cho anh em nhé, có âm cụ thể bộ đàn bò này, âm nó cứ phải gọi là nhức lách anh em ạ. Bộ này không có gì để test, nhưng mà mình sẽ chạy xe máy cho anh em xem. Bộ này mà thả mà chạy xe máy thì nhức lách luôn, phá làng phá xóm luôn, cả làng nghe thì thôi cứ phải gọi là từ đây tận mà huyện vẫn nghe thấy anh em ạ. Bộ này mà làm âm, mình làm âm phải kêu từ đây ra huyện anh em nhé. Thì mọi người thể chiêm nghiệm kỹ nhá. Bộ này thật ra là rất nặng cho nên là mình không thể xoay được nhiều hay là giữ được nhiều lâu bởi nó lắc. Chân này chân cọc 1m8, bên mình làm chân cọc 1m8 cho bộ này nhá. Và nó ngắn đến đây, mình có lối thêm một cái cọc chân gỗ đây anh em nhá. Có một cọc chân gỗ nó để lối cho cái sáo này cho nó cứng về cái chân hơn. Cho cái chân này nó cứng hơn. Khi về lúc mà về treo cũng được mà thả cũng được, nó rất là đẹp nhá. Sẽ có chân gỗ. Đấy, chân gỗ cũng là chân gỗ mít luôn. Anh em để kỹ nhá, full từ 1 cho đến 21 quả. 3 quả đầu là mình đóng đai đế 3 tầng. Đấy, đai đế 3 tầng. Quả thứ tư đóng 2 đế. Quả đóng thứ tư là đóng đai đế 2 tầng. Còn từ quả thứ 5 đến quả 21 là mình đóng đai đế 1 tầng đấy nhá. Những quả trên không đóng đai đế nhiều tầng thì cho nó nặng ra. Thật ra là đóng đai đế này yêu cầu anh em thôi, chứ còn thật ra thì mình khuyên cáo mọi người cũng không nên đóng đai đế đồng làm gì cả. Bởi vì thật ra đóng đai đế đồng là lỗng lặng mà. Trông một đai đế thế thôi, cầm một bộ sáo có đai đế với bộ sáo không đai đế nó nhẹ khác nhau luôn. Nó gọi là mình cảm thấy nó sự khác biệt luôn hoàn toàn ấy. Đấy. Thì bây giờ để một xíu nữa mát mát chiều mình sẽ chạy âm xe cho anh em nghe xem phải bộ này là phá làng với cả phá từ đây đến huyện đâu. Mình sẽ chạy từ đây, nếu mà được mình sẽ chạy từ đây đến huyện đâu, mình chạy về anh em nhé. Đấy, chạy cho cả huyện nghe sáo, bởi vì chỗ mình cấm thả diều mà, với cả lâu rồi chả có ai thả diều sáo to. Ở đây chắc thả to hoặc là thả dàn hay các thứ ấy, thì chắc chỉ có mỗi mình chơi thôi. Tại vì mình là người làm ra thì đôi khi là mình có thời gian, với cả mình có diều test được những cái bộ nó vừa phải thì mình test được, mà mình sẽ quay mình test cho anh em. Nói chung là tại sao anh em mà cứ thả diều bé, tại vì thả diều bé nó dễ lên, với cả gió thì mọi người thì biết là năm nay gió kém hơn mọi năm rất nhiều. Như năm ngoái gió to lắm, nếu mà năm nay mà gió như năm ngoái thì mọi người, mình cho mọi người nghe tất cả dòng âm luôn, bởi vì sáng anh em đặt nhiều mà, bởi vì đằng nào mình cũng phải test anh em mà có gió chẳng hạn, tiếc là không có gió đâu, thì có gió là mình test cho anh em nghe âm chung âm đầu. Test hầu như mình test trên diều hay mình test xe, mình hay test âm đầu, xong khi mình chạy xong rồi thì mình cảm nhận có vấn đề gì thì mình sẽ vào âm lần hai và mình chốt vách em nhé, chốt kèo vách để cho nó chuẩn âm, sau đó mình sẽ gửi cho anh em. Đấy, cho anh em nhận hàng. Đấy, mọi người bên mình nhá, là nhận hàng thanh toán và có code ship toàn quốc cho anh em. Mọi người đặt hàng chỉ cần cọc một chút, chỉ cọc khoảng tầm 5-10% về cái trị giá hàng của mọi người đặt thôi. Còn lại đâu thì khi nhận hàng thanh toán luôn anh em nhé. Đấy, anh em cứ bảo sao phải cọc. Thế bây giờ nói chung là làm ăn nó phải uy tín tí. Mình cũng không tính ấy đâu, nhưng mà mình cũng đã bị nhiều trường hợp rồi. Nói chung mình không bị ít nữa rồi, mình bị nhiều rồi, cho nên là anh em thông cảm, cái gì nó cũng phải cọc, hầu như bây giờ cái gì là thế. Ok, đấy, mọi người thì ngắm kỹ lưỡng sơ qua về bộ sáo nhá. Mình sẽ dựng đây để cho anh em ngắm chiêm ngưỡng, của mình sẽ xoay tròn. Ủa, lạc lắm anh ạ. Đây, vâng nhá, nó không được thẳng như kẻ chỉ đâu, cân đối thôi, làm với mức độ cân đối thôi. Mình không dám là cân thẳng như kẻ chỉ, như gọi là cân đối thôi nhá, ổn định là được. Cứ cân đối cho anh em là được, cho anh em chơi. Bộ này sơn mất mấy lần, bộ này mình sơn cũng mất mấy lần. Bộ này to, sơn mất gần một buổi mới sơn xong rồi cơ. Tại bộ này nó to là sẽ phải hai người sơn, một người sơn một người vác, và xoay đều. Đấy anh em ạ, xoay đều nó mới được. Thì ok, anh em xem thấy video này mà thấy bộ này của mình khủng thì nhớ like và share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Hàng làm ra thì giới thiệu cho anh em cho nó dễ. Đấy, chứ mình cũng không có thêm nhiều hàng ngoài cái thứ, hầu như toàn hàng mình làm ra thì mình giới thiệu cho tất cả anh em. Anh em thể tham khảo, anh em thích có thể nhắn tin cho mình đặt hàng nhé, và nhắn tin. Đấy, nhận hàng ship toàn quốc anh em. Ok. Bây giờ sẽ xem một lát nữa mát mình sẽ đi test âm cho anh em bộ này. Bộ này thì thật ra là nếu để vấy tay thì hơi khó. Đây. Thôi. Chỉ vậy được ngọn đấy nhá. Ok, chiều mát mình sẽ tiết âm cho anh em nghe. Anh em cùng chờ
buổi chiều nhé, mọi người có thể thẩm âm bộ này đấy. Buổi tối nhá, anh em đi tận buổi tối nhá, ngày không có người lấy tiếp. Ok em ơi, đi. Vừa rồi mình đã đi test âm cho anh em nghe về bộ đàn bò điều 100 21 quả anh em nhé. Thì ban ngày bận quá không có thời gian test, nên là mình sẽ đi test buổi tối. Buổi tối đường vắng im đấy, như anh em phải nghe rõ âm nhá, rất phê luôn. Đấy mới là âm đầu nhá. Mình sẽ có âm lần hai và mình sẽ gửi cho khách anh em ạ. Âm lần hai xong mình mới chạy test nữa, mình mới gửi cho. Đấy mới là âm lần đầu nhá, anh em nghe thì phê không? Đấy. Phê thì nhớ like và share và đăng ký kênh cho mình nhá. Đấy anh em ạ. Để có thêm nhiều động lực ra video tiếp theo. Bây giờ thì xin phép dừng clip ở đây nhé. Cảm ơn anh em đã xem video rất nhiều. Bye bye anh em.